Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của LivePC. Video hôm nay mình đang sửa chiếc này nhé. Thực ra mình sửa nó chạy trên hình rồi, nhưng nó vẫn còn lỗi. Mình quyết định mình sẽ thử chia sẻ với mọi người xem là mình có sửa được cái lỗi này không. Lỗi của con này nhé, đầu tiên nó là chập nguồn 12V. Mình thay hết một dàn MOSFET, sau ấy nó vẫn không lên hình. Thì đứt một con tụ ở đây, đứt một con tụ mà mất hết chân phía dưới luôn. Thế là mình tiếp tục mình thay thế. Sau đấy thì bây giờ thì nó đang bị hiện tượng như thế này mọi người nhé. Tức là bây giờ nó đã lên hình bình thường mọi người ạ, nhưng mà xung nó rất là thấp. Mình khẳng định là không thể chơi cái game gì đâu. Có khi là chơi cả con, có khi là vẫn còn mạnh hơn nó mọi người ạ. Đây là con 1060 mọi người nhé, 1060 3G của hãng Colorful. Mình đang gắn ở bên này, màn hình mình xuất trên kia, nó sẽ hơi khó nhìn. Tí nữa mình sẽ quay sát thì mọi người sẽ nhìn rất dễ hơn. Đấy, nó xuất hình bình thường mọi người nhá, xuất DVI bình thường nhá. Mình đang cho loát vào Windows ấy. Con này của mình cho loát nhanh thôi, máy có mỗi cái mà. Đây mọi người này. Nó nhận BIOS bình thường nhá, nhận xung bình thường nhá. Nhưng mà cái sensor của mọi người này, nó sẽ không loát được cao cái xung này, và nhiệt độ rất là thấp, nhiệt độ chỉ có 28 độ thôi. Mình benchmark nhá. Nếu mình benchmark thì xung nó sẽ phải lên khoảng 4000, còn co nó sẽ lên theo như cái vừa rồi đấy, xung nó sẽ mem nó sẽ gấp đôi, mà còn co thì nó sẽ chỉ được co thì vẫn giữ nguyên như cái thông số vừa rồi mình làm ấy, nhưng mà bây giờ mình benchmark cho mọi người xem này. Nó không liên xung được mọi người ạ. Mình đã tháo ra mình xử lý rồi nhưng không được, nên mình quay video để xem thử xem mà mình có lên được video này không. Đây mọi người nhá, nhiệt độ nó mát luôn, 29 độ nhưng mà xung nó chỉ có ăn có 139, còn xung mem thì chỉ được có 800 thôi mọi người ạ. Như vậy là nó đang bị khóa xung. Đấy, khóa xung thì thường có mấy trường hợp sau. Một là con GPU nó quá già, nó không thể phát xung lên được nữa. Đấy, thì thường cái trường hợp đấy thì lên nó sẽ bị màn hình xanh, chứ nó không bị, nó không xuất được như này đâu mọi người ạ. Nó không xuất được ra như này đâu, mà sẽ bị màn hình xanh. Còn trường hợp nữa ấy, là cái khối nguồn của cái con quản lý cái nguồn này, nguồn phụ này mọi người này, nó bị chết, thế là nó không xuất được ra hình. Trường hợp nữa thì mà mình nghĩ là nó chỉ loanh quanh ở cái khu ấy thôi, hoặc là nó đứt mạch, hoặc là làm sao ấy. Thôi bây giờ mình sẽ tắt máy, mình tháo vào nhá. Mình không biết có xử lý được con này không cơ mọi người ạ. Mình tắt máy nhá. Con này của mình đang kiểu lỗi mạng kiểu gì ấy, không nhận mạng. Mình sẽ đánh quanh con IC IRA3221 mọi người ạ. Nó nằm ở trên góc mặt phía bên trong này. Đã tháo ra thay rồi mọi người ạ. IC cũ của nó đây mọi người này. Không biết là có được không nhá, mình không chắc chắn đâu. Con này trước mình đã từng gặp cái lỗi này nhưng mà mình cũng không xử lý được mọi người ạ. Mình cũng không rõ nó bị làm sao. Mình hy vọng hôm nay là nó bị cái con đấy, bởi vì mình thấy cái con đấy lúc mà mình mới vệ sinh ấy thì xung quanh con đấy nó bẩn lắm mọi người ạ. Nó đen xì, mình vệ sinh sạch sẽ lắm rồi, mình khó kết lại rồi nhưng mà nó không được. Những con điện trở xung quanh có con bong chóc các thứ mình cũng gắn lại rồi nhưng mà mình vẫn, nó vẫn không được. Cuối cùng mình nước cuối mình thay IC mọi người nhé. Mình thay xong mà nó không được nữa thì bó tay luôn mọi người ạ. Ôi giời, ăn rồi mọi người ơi, ăn rồi nhá. Xung lên 4000 rồi mọi người nhá, nhiệt cao lên 43 rồi. Cái tưởng đâu con này dễ ăn mọi người ạ. Mới đầu có chập 12V thì mình xử lý 12V xong thì mình nghĩ là ồ ăn rồi. Thế là cuối cùng quay ra nó mãi không lên, đang định làm BIOS thì nhìn thấy cái con dàn tụ ấy, nhìn nó vẫn nguyên đẹp luôn mọi người ạ. Nhưng mà không ngờ mình chỉ cần động vào phát là nó bong ra luôn. Không biết con này có bền cho khách không cơ. Tí nữa mình cũng phải động qua các cái coi điện trở của nó xem như thế nào mọi người ạ. Con nào không được thì phải khò lại cho nó ăn chân. Ơi mọi người này,
Cuối cùng thì nó đã ăn đủ sung và đủ mem. Rửa cạc tương đối vất vả ấy, mọi người ạ, chẳng dễ dàng. Con này như vậy là lỗi ba lỗi liền mọi người nhé. Chập 12V, chết tụ, bong tụ ở đường xuất hình, rồi thì đường đường tín hiệu, không phải đường xuất hình, đường tín hiệu, và chết IRA 3221 cộng với bong rất nhiều chân trở điện trở ở IRA 3221. Cuối cùng thì cũng xong mọi người ạ. Ở ngoài thì đôi khi là nó sẽ kiểu chết kiểu đôi khi nó sẽ chết tới kiểu là chỉ hỏng điện trở, vì cái đường dẫn vào nó là đường 12V mọi người ạ, dẫn vào là 12V, và đôi khi nó hỏng nó chết cái con những con điện trở ấy, thì nó không dẫn được cái 12V nó vào cái con IDA ấy, nó con IDA nó không nhận diện được cái 12V đấy, thì nó sẽ báo ngược ra là báo ngược lên main là chưa được đâu, con này xuất hình như là chưa được đâu, rồi ông kiểm tra lại đi, ông cắm nguồn phụ chưa, nguồn phụ của ông nguồn này của ông có yếu không, có đủ tải không. Đấy. Nó thực ra ý định của con IC quản lý là như thế nhá, nhưng mà thường nó không được như thế đâu, bởi vì là nóng chỗ này nóng sực mọi người ạ, mà nóng này mới đúng mọi người ạ, lo mát mẻ lại không đúng. Ý định con IC nguồn phụ là như thế, nhưng mà đôi khi cái nguồn nó yếu và nó ngắt luôn, không đủ tải nó ngắt luôn mọi người ạ, để nó bảo vệ con IC mà nó bảo vệ con MOSFET mà. Đôi khi người ta nó phát hiện ra là chập tải đầu ra hay làm sao ấy, đôi khi cũng không phải là cái con IC ấy hay con MOSFET ở trong này nó lỗi đâu mọi người ạ, mà đôi khi cái nguồn bị sụt áp nhé, chỉ là linh kiện nó bị lão hóa hoặc là linh kiện nó sai chỉ số, thậm chí nó sai chỉ số ngay từ lúc mà trong nhà sản xuất nó đã sai rồi mọi người ạ. Người ta sản xuất hàng nghìn hàng triệu con ấy, thì đôi khi là một hai con nó lỗi, người ta đóng lại người ta không kiểm tra kỹ nó lỗi thì cũng là điều bình thường mọi người ạ, xác suất nó 0,01 không phải 0,2% mà. Mình sửa chữa nhiều là nên mình biết được là những cái đồ này nó gặp những cái đồ nó hỏng nhiều mọi người ạ. Mọi người chắc bên ngoài cũng chả gặp đâu, ít khi gặp là nguồn hỏng, ít khi gặp là cạc hỏng với bên hỏng. Thực tế là mình sửa chữa thì mình gặp rất là nhiều nhá. Đây mình đã test xong mọi người này. Nó chạy con chip G thôi. Chip G được 7.900 điểm ở cái độ phân giải là Full HD Medium mọi người ạ. Thôi mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của LiveBC. Và nếu như thấy video là hữu ích thì ấn like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn cần sửa chữa thì liên hệ mình có phần mô tả của video. Ấn vào quả chuông để nhận thêm những video mới nhất từ kênh của LiveBC. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người ngày vui.